Chào các bạn. Hôm vừa rồi chúng ta đã học về sơ đồ nguyên lý của mạch giao tiếp đối với dòng điều hòa Parasonic Inverter. Thì trong phần bài lý thuyết, mình đã hướng dẫn cho các bạn về phân tích sơ đồ nguyên lý và một số hỏng thường gặp đối với mạch giao tiếp này. Vậy thì đối với mạch giao tiếp, khi mà các bạn check lỗi thì máy sẽ báo lỗi là 11H. Vậy thì cái lỗi 11H này nó sẽ liên quan đến cả hai dàn, dàn nóng và dàn lạnh. Và mình sẽ chia ra thành 5 ban bệnh. Ban bệnh thứ nhất là ban bệnh mà mất nguồn trên bo dàn nóng. Ban bệnh thứ hai là ban bệnh đó là hỏng mạch phát xung trên bo dàn nóng. Ban bệnh thứ ba là ban bệnh mà hỏng mạch nhận xung trên bo dàn nóng. Ban bệnh thứ tư là ban bệnh mà hỏng mạch phát xung trên bo dàn lạnh. Và ban bệnh thứ năm là ban bệnh hỏng mạch nhận xung trên bo dàn lạnh. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái cách kiểm tra đối với ban bệnh đầu tiên, đó là ban bệnh mất nguồn trên bo dàn nóng. Chúng ta cùng quan sát và theo dõi trong sơ đồ, mình sẽ phân tích lại cho chúng ta một lần nữa. Đây các bạn quan sát sơ đồ mạch như sau. Thì đối với mạch nguồn cấp cho bo dàn nóng thì các bạn quan sát cho mình như này. Cái nguồn điện 300V sau cầu diốt và sau mạch tăng áp thì sẽ được đi vào qua biến áp xung và sẽ được điều khiển thông qua một con IC nguồn có ký hiệu tên của nó STRV152 và ký hiệu IC mã nguồn của nó là IC11. Như vậy thì khi mạch nguồn xung này bị hỏng thì nó sẽ gây ra hiện tượng mất nguồn 5V và mất tất cả các mức nguồn đầu ra. Vậy thì nó sẽ gây ra hiện tượng báo lỗi là 11H. Vậy thì cách kiểm tra như thế nào để biết được khối nguồn hoạt động hay không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Muốn biết là khối nguồn bên phía phần sơ cấp hay là bên phần thứ cấp bị lỗi thì bây giờ chúng ta sẽ cắm điện vào. Sau đó các bạn sẽ đo cho mình phần điện áp đầu ra. Nếu trong phần điện áp đầu ra mà không có thì chúng ta sẽ kiểm tra bên phần phía sơ cấp, tức là bên phần IC điều khiển cho biến áp. Còn nếu mà trong trường hợp mà có nguồn đầu ra thì chúng ta sẽ không kiểm tra phần khối nguồn đầu vào nữa mà chúng ta nên kiểm tra phía phụ tải, đó là IC vi xử lý và những cái ban bệnh còn lại, đó là mạch phát xung và mạch nhận xung trên bo dàn nóng. Thì trong cái sơ đồ mạch này thì thầy đã vẽ chi tiết khá là nhiều, chi tiết đường đi và các cái đường nguồn cấp cho từng khối một. Ở đây trong phần nguồn cấp cho bên bo dàn nóng thì các bạn thấy là nó sẽ đưa ra 3 mức nguồn. Mức nguồn thứ nhất là mức nguồn 12V, từ 15V chuyển xuống 12V. Tiếp theo là nguồn 5V và nguồn 4V. Trong đó nguồn 15V thì thường để cấp cho IC công suất, mạch điều khiển quạt và cấp cho những IC thực hiện quá trình báo lỗi 2903. Và nguồn 12V thì để cung cấp cho các IC cộng đảo ULL 2003 và các giờ le. Nguồn 5V là nguồn cấp cho vi xử lý, đèn báo. Và nguồn 4V là nguồn mà điều khiển cho transistor để thực hiện quá trình sử dụng chế độ đảo chiều, tức là ở chế độ chạy lỏng. Như vậy thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo như sau để các bạn nhận biết được là cái khối nguồn này hoạt động hay không. Các bạn sẽ sử dụng ta sẽ cắm nguồn vào, rồi sau đó là ta sẽ đo các mức điện áp đầu ra. Như vậy thì các bạn sẽ, khi mà các bạn kiểm tra thì các bạn lưu ý cho mình là chúng ta sẽ cắm đầy đủ các rắc vào, trong đó là cuộn dây acetylator này, chúng ta cắm vào cho mình. Và chúng ta chỉ cần cắm cho mình là trong này sẽ có các đầu dây, đầu dây này đầu dây cấp cho block, chúng ta tách riêng ra. Đây là dây quạt. Và ba đầu dây còn lại thì chúng ta lưu ý cho mình là dây đỏ sẽ là dây tín hiệu, dây đen và dây trắng là hai dây nguồn. Bây giờ mình sẽ cấp vào dây đen và dây trắng để ta đưa cái nguồn điện bên ngoài cấp vào cho cái bo dàn nóng này. Như vậy thì một khối nguồn còn hoạt động tốt thì nó phải đầy đủ các khối nguồn đầu ra. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đo cái nguồn đầu ra như sau. Các bạn sẽ bật đồng hồ vạn năng về thang đo DC. Và sau đó là các bạn sẽ đưa một que đo xuống mắt. Mình sẽ đưa một que đo ra vỏ mắt này. Sau đó các bạn sẽ đo lần lượt cho mình các mức điện áp. Cái điện áp đầu tiên là điện áp 15V. Đây các bạn cùng quan sát cho mình cái trên đồng hồ này. Đây các bạn quan sát cho mình
trên đồng hồ như sau. Đây các bạn thấy đồng hồ ta đo được là 15,75V. Đây là nguồn thứ nhất, nguồn 15V. Và sau đó nguồn 15V này sẽ được hạ áp xuống còn nguồn 12V. Nguồn 12V thông qua các hệ thống cầu diode. Các bạn quan sát cho mình là cái nguồn này. Đây các bạn thấy ạ. Sau khi đi qua 4 diode đúng trên sơ đồ mạch thì các bạn sẽ thấy là cái nguồn này sử dụng hạ áp bằng diode thì nguồn đầu ra chúng ta sẽ thu được là 12V, 12,8V. 12,8V này nó sẽ cung cấp cho các IC công đạo và giờ le. Nguồn tiếp theo là nguồn 5V. Nguồn 5V thì chúng ta sẽ đo trên IC ổ nắp nguồn. Như vậy thì trong quá trình mà các bạn dò mạch thì các bạn thể quan sát cho mình là cái nguồn 5V này. Nguồn 5V này xuất phát từ nguồn 8,5V, sau đó được đi qua IC ổ nắp. Đây, IC ổ nắp các bạn quan sát. Đấy. Đây là nguồn 8,5V và sau khi đi qua IC 7805 thì nguồn đầu ra còn 5,1V. Này, như vậy thì mức nguồn thứ hai, mức nguồn thứ ba chúng ta đã có rồi. Bây giờ tiếp tục là mức nguồn tiếp theo là mức nguồn 4V để cấp cho các transistor để điều khiển cho van đảo chiều. Đây, nguồn 4V này các bạn cũng quan sát cho mình cái nguồn 4V này. Đó, 4,49V. Đấy, đây chưa? Như vậy thì về sơ bộ nếu mà đầy đủ các khối nguồn như trên thì ta kết luận là khối nguồn này vẫn hoạt động bình thường. Vậy thì nếu trong trường hợp mà xảy ra khi nguồn đầu ra bị mất thì chúng ta sẽ kiểm tra những linh kiện nào. Thứ nhất là các bạn sẽ kiểm tra cho mình là đối với cái khối nguồn này chúng ta sẽ kiểm tra cho mình nguồn đầu vào trước xem là có nguồn điện 300V để cấp vào cho đầu vào cuộn sơ cấp máy biến áp hay không. Và đầu ra cuộn sơ cấp máy biến áp thì đưa về chân số 1 chính là chân D của IC nguồn này có nguồn 300V hay không. Tiếp tục chúng ta sẽ kiểm tra là cái điện áp hồi tiếp một chiều để cấp nguồn để duy trì cho IC nguồn. Và mạch hồi tiếp bao gồm các linh kiện này. Ở đây thì các bạn lưu ý cho mình là trong quá trình mình vẽ thì mình thay IC hồi tiếp, tức là con IC mà nó có tên là FIEF thì mình sẽ thay thế cho bằng con IC TL431. Bởi vì là cái cấu trúc bên trong của IC này nó có 5 chân nhưng mà thực tế ra 5 chân này trong mạch thực tế thì cũng chỉ dụng có 3 chân thôi. Thì nó tương ứng với con IC TL431, tức là con IC này mục đích của nó là để tạo áp dò sai, làm nhiệm vụ chính là để hồi tiếp ổn định đi áp đồ ra. Như vậy thì khi mà kiểm tra các điều kiện làm việc của khối nguồn mà chúng ta thấy đầy đủ rồi thì chúng ta nên kiểm tra IC nếu mà xảy ra những trường hợp mà đầy đủ các mức nguồn, ví dụ như là nguồn 300V có đó, mà các linh kiện ngoại vi bên phần khối nguồn không hỏng thì chúng ta nên thay thế thử IC. Được chưa? Và lưu ý cho mình là trong cái phần hồi tiếp này có một con diode DZ này. Và cái diode DZ này các bạn quan sát này, cái diode DZ này rất hay bị lỗi. Này, diode DZ 5V này. Các bạn lưu ý là khi mà các bạn thay thế thì các bạn phải nên thay thế đúng loại. Chúng ta thay sai thì làm cho cái nguồn đầu ra nó sẽ bị dâng cao và sau đó nó sẽ dần dần trở về không. Vậy thì khi mà chập IC nguồn có thể kéo theo là diode sender 5V này sẽ bị hỏng. Vậy thì diode sender trong sơ đồ mạch mình đã ghi sẵn là 5V này. Các bạn sau này các bạn lấy tư liệu để các bạn có thể là sửa chữa. Đây là về cái sơ bộ mình hướng dẫn đo cho bạn về khối nguồn để các bạn cùng quan sát khi mà xảy ra lỗi giao tiếp liên quan đến lỗi mạch nguồn này. Các bạn có nhu cầu học nghề thì chúng ta sẽ liên hệ với đến trung tâm dạy nghề Thanh Xuân 93 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội để chúng ta sẽ tiếp cận đến cái quá trình mà chúng ta học nghề được tốt hơn. Xin chào các bạn.